Thôi rồi à. Tháp Po Sa. Cái này là vé này là một người 15.000. これがチャム族の遺跡らしいです。名前が全く覚えられない。ホサ…ホサルヌ…ホサルヌ…と、まあ、ベトナムは少数民族がいっぱいいますからね。その中のチャム族、チャム族知ってる人に一人だけいたんだ。もうホテラーベヨーラー泣いてんね。えん…こう…日本が純一ね。Trời mưa thì làm gì? Ai đổ sạch sẽ à? Quá nó có gió thì mát, nhưng mà không có gió thì quá nó. Nóng quá nên mình cà phê nhá, đang ở cà phê. Cà phê này là rất đẹp nhé. Ở núi nhé có cà phê đẹp nhé. Cái này là cà phê sữa nhé. Cà phê sữa này hơi mắc nhá, tại vì là khu du lịch nhé em. Chỉ phí là cho người du lịch nhé. Em hơi mắc hả? Đây là một đi là 35.000. Giống như là quán Highland Coffee House. Xin lỗi, không phải mắc hả? Bây giờ mình so sánh với quán lề đường cà phê á. Và quán này tối qua là mình cảm thấy bây giờ là trong ngày Tết em kiếp cổ người du lịch á, nhưng mà không phải như vậy. Hôm nay là có nhiều xe à. Vốn dĩ là hầu như người Việt Nam là nuôi một là ở nhà từ 12 đi du lịch phải không? À hiểu rồi. Nên hôm nay là đông người mà không chỉ này hoàn hảo nữa, quá tuyệt vời nhé. Là bây giờ là 5:30 á. Mặt trời này rất đẹp nhé. Cảnh này rất
him. What did boy? Là thoải mái nè. Bây giờ ngắm được hoàng hôn nè. Nè, rất vui à. Đối với mình nè, năm nay là trở thành năm hạnh phúc và năm quá tuyệt vời á. Mình hy vọng như vậy nha. Nè, mình là chắc chắn là cố gắng nè. Gần đây là vẫn còn có dịch corona nè, khó đi về nước nè và khó đi du lịch nè. Nhưng mà bây giờ ngắm được hoàng hôn nè, nè có thể là tương lai là sáng nè. Tương lai của mọi người là chắc chắn là trở nên tốt hơn nữa. Mình phải làm việc chăm chỉ hơn nè để thành công nữa nha. Mình muốn giới thiệu về Việt Nam cho người Nhật á. Ừ, nên mình muốn đi du lịch và đi chơi nhiều nơi nha. Năm nay là mình sẽ làm thử như thế này nha. Và mình hy vọng tất cả mọi người sẽ có hạnh phúc nhiều hơn, để tất cả mọi người đều sức khỏe hơn nha. Xong rồi, bye. Tối rồi, bánh cần chả cá nè. Cái này là như nói là đặc sản của mỗi nhà Hoàng Tiến. Giáo viên này là một Kim. Sự thật là Kim, giáo viên Kim là có nhiều nên hơi spicy. Tại sao nè? Tôi bị bánh căn này thì là không dài, không dài. Tại sao? Gắn nè, tất cả là gắn nè. Mình có một tắc mắc. Tại sao? Gắn. Tại vì là bên Nhật là không có gắn như vậy á. Dài. Đối với mình là dài, so với mình dài là ngon và ăn tốt nhắm. Là chả cá này là ngon nè. Nhưng thích nhất là chả cá này. Nhưng mà không biết tên tập nè. Chả cá là chả cá. Chả cá này là có hương vị cua nè, đúng không? Ngon. Nhưng mà không biết nguyên liệu là cái gì không? Nếu không có cua mà làm sao này? Là bánh gần này là nhỏ nên khó hỏng. Thường như này à? Trung như này. Trung. Nè. Soi mi. Dài chi. Tiếp hòn. Ngon. Chủ quán là chuẩn bị cái. Không phải là bạn thay đổi giờ bị này nha.
và không ngon. Có thể là mình quá mệt rồi á, quên đồ áo sơ mi này á, nhưng mà lấy rồi á. Ok, anh cần giá cả một tô 30 nghìn á, quá rẻ á. Ngạc nhiên nè, quá rẻ á. Nhưng sự thật là bạn không đổi bụng chưa chưa nó nè. Ngày mai đi Đà Lạt nha, rồi về nhà, không phải về nhà, về các sầm ngứa nha. Chúc mừng năm mới. Yeah! Ok, bye bye. Là hôm nay là ngày thứ ba nha, mình sẽ đi Đà Lạt nha. Là từ Mũi Né đến Đà Lạt là khoảng 170 km nha. Đường núi thì chắc chắn là mất thời gian lâu hơn nhé. Bây giờ bạn còn khỏe em, chắc chắn là đi đến sớm nhé. Đi thôi nha, đi thôi nha, đi thôi, đi thôi. Bye bye Mũi Né. Đi chút xíu thôi, nhưng mà mệt quá. À, đẹp nha. 4 năm trước là mình đến ở đây rồi nha. Mình tưởng là màu đỏ hơn nha. Cái này là đỏ nhạt á, đỏ nhạt đúng không? Là lần trước thì 6 giờ sáng á, là buổi sáng đến đây á, là bây giờ là 8 giờ rưỡi à, em thấy như thế này nhá, không biết. À hiểu rồi, cái màu trắng và màu đỏ nha. Ok, cho nên là nhìn thấy ha. À đây, đây là màu đỏ, màu đỏ. Đây là các tuyến cổ, các màu đỏ và màu trắng nè. Đi thôi.